Vâng, Cao Phong xin chào các bác và anh em. Hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một cặp loa hàng bãi Đức xịn B3. B3 J215 bát 40 và tép kẹt. Loa bãi xịn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Cặp loa này hát karaoke và nghe nhạc rất là hay. Lời cực kỳ sáng, dòng loa J213 245 tiếng của nó, cái dải chung của nó rất là sáng. Nên được các bác có thể dùng các cái bộ sự kiện âm thanh công suất lớn là monitor, loa kiểm âm trên sân khấu lớn và phân khúc gia đình, các bác chỉ cần một cặp này thôi. Nếu bác có điều kiện thì bác ghép thêm một quả súp nữa. Còn bản thân cặp này tiếng bát của nó đánh cực kỳ là uy lực cơ. Đấy, bát 40, hàng bãi xịn của B3, thùng 5 cạnh và thùng gỗ xịn sơn sần bóng. Đó, rất là đẹp nhá. Trọng lượng của cặp này là 34kg một quả. Vâng, hai quả nó xấp xỉ tầm khoảng 70kg. Chất đầm rất hay. Và đặc biệt cái dòng này nó có một cái củ tép cực kỳ khủng. Nên là chơi loa các bác hát hò karaoke cũng như là đi làm sự kiện không bao giờ lo vấn đề gì về rủi ro về tép. Bởi dòng này tép của nó đánh cực kỳ bền, loa rất là bền. Đấy, rất hay, tiếng hay. Bát đánh chắc, sâu, uy lực. Tiếng trung trong trẻo, sõi tiếng và tiếng tép nảy giòn tơi cực kỳ hay và bay. Nên là dùng trong với mọi phân khúc gia đình, các quán karaoke, nhạc phòng, trà, cà phê sân vườn, hát cho nhau nghe hoặc là đi làm sự kiện thì cặp loa này đáp ứng hết cho nhu cầu của các bác. Đấy, được thiết kế thùng 5 cạnh nên là cái thùng của nó rất là thông minh. Với thùng 5 cạnh và bên dưới có lỗ cắm cọc loa, các bác có thể cắm cọc loa đứng lên hoặc là các bác có thể để như thế này trên các đôn kệ, hoặc các bác có thể để nằm quay ngang ra. Đấy, nằm quay ngang ra thì nó rất là đẹp. Treo loa với mọi tư thế các bác trưng bày. Đấy, cặp loa đẹp xuất sắc luôn, căng bằng sắt các bác nhé. Và các bác đóng căng và bảo vệ bát tép và các bác vẫn lấp loa nhìn thấy một cái bát 40. Đấy, gân vải lụa tẩm dầu và có một cái đường gân vàng rất là đẹp nổi cho với mọi không gian karaoke. Và một phễu tép kèn hai lỗ thoát hơi rất là to ở phía trước. Đó, rất đẹp luôn. Nên là các bác chơi âm thanh lỗ thoát hơi nó to cũng như là phía trước, bao giờ loa của nó hắt âm thanh về phía trước để các bác thưởng thức rất là hay, trọn vẹn. Đấy, rất là đẹp. Với cặp loa hàng bãi xịn B3J215 này thì các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu cặp này. Chơi với mọi không gian gia đình hoặc là sự kiện, các quán cà phê, nhạc phòng trà các bác nhé. Đấy, nên các bác chơi với tất cả các không gian, từ gia đình đến các nhu cầu, các quán xá, nhạc phòng trà hoặc là đi làm sự kiện. Đấy, cặp loa này thì nó cực kỳ đẳng cấp, hàng bãi xịn, bao đẹp xuất sắc, bao zin toàn tập các bác nhé, zin từng quận ốc luôn. Đấy, bao zin, em nhắc lại là bao zin, bao đẹp xuất sắc luôn. Bác nào quan tâm đến nội thất thì kết nối Zalo với điện tử Cao Phong số 07722600096 hoặc 0368724218. Em sẽ gửi nội thất cặp loa này cho các bác. Đấy, các bác nhìn cái thùng bách của nó cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, thùng gỗ xịn của B3. Đấy, và sơn sần bóng, thùng 5 cạnh nhá. Các bác có thể treo loa hoặc để nằm quay ngang. Để quay ngang thì các bác để nằm cái mé này xuống đất này. Cái mé này nó sẽ quay lên rất là đẹp này. Đấy, và các bác có thể để đứng như này hoặc là có cắm cọc loa bên dưới này, nó có lỗ cắm cọc loa, logo B3 rất quen thuộc. Đấy, căng bằng sắt này, rất dày đẹp đẹp và chắc chắn nhá. Bắt nhiều ốc xung quanh nên là các bác đánh không bao giờ có tiếng kêu ở căng này. Đấy, độ tốt, cực kỳ tốt luôn. Đây, căng này em đã tháo sẵn rồi các bác nhìn nhé. Một bát 40 này. Đấy, gân vải tẩm dầu và gân nó có một cái đường keo gân vàng rất là đẹp nổi này. Đấy, tất cả bát phần tần tép cùng là zin hết nhá. Đấy, một phễu tép hai lỗ thoát hơi phía trước này, thùng cực kỳ chắc chắn và đẹp này. Đấy, và đây là cái thông số này. Đây các bác nhìn cái mép căng này, nó có cao su đệm này. Đấy, bắt xong vít chặt vào đây này. Đấy, không bao giờ nó có tiếng rung tiếng kêu nhá. Đấy, hàng bãi xịn nhá. Đây các bác nhìn nhá, thông số này B3J215. Đây, J215. Chỉnh điện thoại nét hơn để các bác nhìn rõ này. Đó, J215. Đấy, B3 chưa. Đây, hàng bãi xịn này, vẫn còn tem mã vạch này. Đó, tem QC này. Đây, các bác nhìn nhá. Công suất của cặp này là 350W, 8 ohm. Những dòng loa B3 các bác chơi các bác biết đấy, kể cả những quả súp hoặc là đuôi loa hàng bãi xịn này,
người ta ghi công suất riêng của hãng B3, ghi công suất cực kỳ chuẩn luôn, 350W để đảm bảo với các bác đánh rung làng rung xóm lên luôn. 34kg một quả này, các cái đường vào ra rất nhiều chích nhỉ. Đấy, hàng bãi xịn đẹp xuất sắc luôn, bao zin toàn tập, tiếng dòng này thì nó quá hay rồi. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu cặp loa B3G215, hàng bãi xịn của Đức, đẹp xuất sắc. Đấy, số điện thoại này em đã ghi và các bác nhìn thấy số điện thoại và cũng là số Zalo 0772260096 hoặc 0368721 4218, em giao hàng toàn quốc.